Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin lũ lụt Trung Quốc trên Tin Mới. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tin Mới xin chuyển đến quý vị khán giả những diễn biến thời tiết mới nhất sau khi bão lũ tấn công dồn dập ở Trung Quốc. Trước khi đến với những nội dung chính, xin mời quý vị cùng điểm qua các thông tin chi tiết. Lũ lụt do mưa ảnh hưởng hàng chục vạn người ở Quý Châu. Miền Trung, miền Đông của Trung Quốc đón mưa diện rộng, miền Nam có mưa cục bộ. Lũ lụt Trung Quốc và bài toán chính trị. Lũ bắt đầu rút cũng là lúc các địa phương tại Trung Quốc phải triển khai những công tác khắc phục hậu quả. Hôm Chủ nhật vừa qua tại tỉnh Quý Châu, tỉnh miền núi ở phía tây nam đất nước này đã thống kê đầu tiên về tình hình thiệt hại đã được công bố. Theo Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ một hội nghị làm việc hôm thứ Sáu về kiểm soát lũ lụt và khắc phục thảm họa, gần 180.000 người từ 52 khu vực cấp quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khi tỉnh này hứng chịu những trận mưa xối xả kể từ đầu tháng này. Dữ liệu khí tượng cho thấy Quý Châu đã chứng kiến 3 trận mưa lớn cục bộ kể từ tháng này, với lượng mưa trung bình là 236,3mm và hơn 400mm ở một số khu vực. Đây là lượng mưa cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh cho biết Quý Châu đã thiết lập 40 địa điểm tái định cư tạm thời cho những người dân bị ảnh hưởng. Tổng số 1.504 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng và 44.791 ngôi nhà cần sửa chữa trên toàn tỉnh. Tỉnh Quý Châu đặt mục tiêu đến cuối năm nay phải hoàn thành việc khôi phục và xây dựng lại các ngôi nhà cũng như việc tái định cư cho những cư dân có nhà không thể xây dựng lại. Bão đã tan nhưng mưa ở lại. Rất nhiều vùng miền tại Trung Quốc trong những ngày tới vẫn sẽ phải đối mặt với những cơn mưa nhiều cấp độ khác nhau. Sau đây là những thông tin dự báo mới nhất. Theo trang web của Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Tư tới, do rãnh trên cao di chuyển theo hướng Đông nên sẽ xảy ra mưa trên diện rộng từ Tây sang Đông ở khu vực miền Trung và miền Đông. Đài cảnh báo cần chú ý đến các thảm họa thứ cấp có thể gây ra bởi lượng mưa lớn ở các tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang, Giang Tây. Trong ngày thứ Bảy tới, phía đông vùng Giang Nam và miền Nam Trung Quốc có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ kèm theo hiện tượng đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn. Cần cảnh giác với các thảm họa địa chất có thể gây ra bởi lượng mưa liên tục ở các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Thưa quý vị, lũ lụt là loại thiên tai mà con người phải đối mặt trong suốt chiều dài của lịch sử. Tới tận bây giờ, khi xã hội loài người đã phát triển vượt bậc, thì lũ lụt vẫn là một bài toán rất nan giải. Ở Trung Quốc, việc trị thủy chống lũ có vai trò vô cùng quan trọng bởi quốc gia này khởi phát và từ vùng đồng bằng quanh hai con sông lớn và dữ dội, Hoàng Hà và Trường Giang. Vậy lãnh đạo Trung Quốc đã có những động thái nào trước tình hình lũ lụt đã xảy ra trong mùa lũ vừa qua? Mặc dù Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt ở nhiều vùng khác nhau, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gần như không đến thăm bất kỳ khu vực nào bị ảnh hưởng, chỉ duy nhất vào trung tuần tháng trước, trong một động thái kết hợp với chuyến tham dự hội nghị Bắc Ới Hà, ông Tập đã bất ngờ xuất hiện tại tỉnh An Huy bị lũ lụt để thị sát. Bắc Ới Hà là hội nghị các lãnh đạo và lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào mùa hè hàng năm. Tân Hoa Xã thông tin về chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Tập đã đối thoại với người dân địa phương về công tác phòng chống lũ lụt, quản lý sông ngòi và cứu trợ thiên tai. Ông nói, ngu công, rời núi, hạ vũ, trị thủy. Đất nước Trung Quốc đã chiến đấu chống lại thiên tai trong hàng nghìn năm và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá. Chúng ta nên tiếp tục chiến đấu không phải bằng cách chống lại ông trời, mà bằng cách tôn trọng thiên nhiên và tuân thủ các quy luật tự nhiên, bằng cách đề cập đến Hạ Vũ, vì hoàng đế huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, người đã đặt các kênh thủy lợi dẫn nước đến các cánh cổng. Ông Tập đã nêu bật lịch sử hàng nghìn năm chống chọi với thiên tai của Trung Quốc. Đúng là việc kiểm soát lũ lụt có ý nghĩa đặc biệt ở Trung Quốc, việc kiểm soát các dòng sông khó khăn đến mức những người có khả năng khai thác được chúng có thể trở thành vua hoặc hoàng đế. Không kiểm soát được lũ lụt đồng nghĩa với việc nông dân, lực lượng lao động chính sẽ bị thiệt hại và thậm chí thiệt mạng. Với tư cách là nhà lãnh đạo nòng cốt của Trung Quốc, trách nhiệm đó ngày nay thuộc về ông Tập. Hơn nữa, năm nay lại là năm Quý Mão, năm mà những người Trung Quốc mê tín rất coi trọng bởi 60 năm mới đến một lần.
và luôn xảy ra những sự việc lớn gây rúng động lịch sử. Quả nhiên, Trung Quốc không những bị thiệt hại lớn vì virus corona mà còn hứng chịu đợt lũ lụt dữ dội hơn cả trận lũ năm 1998. Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm trực tiếp của ông Tập trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc, từng là kỹ sư ngành sản xuất điện, thủy điện. Sau khi tốt nghiệp khoa kỹ thuật bảo vệ nguồn nước của Đại học Thanh Hoa danh tiếng, Ôn Gia Bảo, người từng là Thủ tướng Trung Quốc trong chính quyền Hồ Cẩm Đào, là một chuyên gia địa chất. Quay trở lại chuyến thăm ở An Huy, ông Tập cũng nhắc đến chuyện ngu công rời núi với hàm ý chính trị. Câu chuyện ngụ ngôn kể về một ông già sống ở miền Bắc Trung Quốc bị hai ngọn núi che khuất tầm nhìn và lối đi. Ông lão với sự giúp đỡ của con trai bắt đầu đào bới chúng bằng cốc và giỏ. Khi được một người qua đường hỏi tại sao ông lại làm một việc ngu ngốc như vậy, ông già trả lời rằng khi ông chết các con trai của ông sẽ tiếp tục rồi cả các cháu trai của ông. Và sau đó là các con trai và cháu trai của họ, ẩn ý bởi ý chí của ông Ngọc Hoàng đã phái xuống hai thiên thần nhấc hai ngọn núi lên lưng và mang đi. Trong lúc truyền thông đang rất chú ý chuyến thị sát của ông Tập, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đến thăm một khu vực bị lũ lụt khác cách đó khoảng 1.000 km. Theo nhận định từ tờ Nikkei Asia Review, thì việc hai nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc cùng lúc đi công tác thị sát là điều khá bất thường. Vào ngày thứ Năm, hai ngày sau khi ông Tập đến An Huy, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã đi thị sát một khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trùng Khánh, khi thành phố này vẫn còn đang bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Mang ủng đi mưa, ông Lý lê bước qua vùng nước đầy bùn. Thông thường thì những hình ảnh như vậy nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân và những bình luận về người đứng đầu của nhân dân rất dễ thấy trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng không phải lần này. Có lẽ bởi người dân Trung Quốc không được thông tin về chuyến đi. Chuyến thăm Trùng Khánh của Thủ tướng Lý ban đầu chỉ được đưa tin bởi gov.cn, trang web liên kết với Quốc vụ viện Chính phủ Trung Quốc do ông đứng đầu. Các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Nhật Báo chỉ chính thức đưa tin chuyến thị sát của ông Lý 3-4 ngày sau đó. Các hãng thông tấn ở Trùng Khánh cũng chỉ hoãn đưa tin về chuyến đi, mặc dù thực tế là Trần Mẫn Nhĩ, bí thư thành ủy và là phụ tá thân cận của ông Tập đã đi cùng ông Lý trong chuyến thị sát này. Theo nhận định từ Nikkei, những động thái trên từ giới truyền thông có thể là một nỗ lực nhằm cải thiện chuyến thăm An Huy của ông Tập. Kính thưa quý vị, tối thứ Sáu vừa qua, siêu bão số 5 đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, làm nhà cửa đổ sập và một phần lưới điện cũng đã bị gián đoạn. Khoảng 168.000 người dân trong tỉnh đã được sơ tán, hơn 45 chuyến bay bị hủy. Dịch vụ vận chuyển bằng phà và tàu cao tốc qua eo biển Đài Loan cũng ngừng hoạt động. Cảnh sát biển đã cứu được một nhóm ngư dân trên biển và các nạn nhân hiện đã được bố trí chỗ ăn ở tại một khách sạn. Các chuyến bay đến thủ phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến hiện đang hứng chịu mưa lớn và gió mạnh đã bị hủy bỏ. Khoảng 110 chuyến xe lửa chạy qua thành phố Hạ Môn cũng đã bị đình chỉ. Nhiều tuyến đường giao thông ở Phúc Châu đã bị ngập lụt và cung cấp nước sinh hoạt cũng đã bị gián đoạn nhiều giờ. Siêu bão số 5 được cho là sẽ gián đoạn các hoạt động của ngành đường sắt và hàng không. Khoảng 120 chuyến tàu, hầu hết đi từ Thượng Hải tới các thành phố lớn ở Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ bị hủy vào cuối tuần. Trung Quốc có 4 mức trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, với màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, theo sau là màu da cam, vàng và xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo màu vàng vào sáng thứ Tư và chuyển sang màu cam vào buổi tối cùng ngày. Cùng ngày, cơn bão số 5 tàn phá Đài Loan, Trung Quốc cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người và làm 8 người mất tích. Nhiều trường học, văn phòng chính phủ, một số khu vực tại Đài Loan, Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa. Hãng hàng không Đài Loan cũng công bố điều chỉnh hoãn hoặc hủy bỏ hơn 100 chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Trước đó, giới chức Đài Loan, Trung Quốc cho biết đã sơ tán khoảng 7.500 người với hơn 35.000 nhân viên quân sự được triển khai để hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền cũng ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt và lở đất kèm theo. Kính thưa quý vị, giới chức Nghi Tân, tỉnh Từ Xuyên, Trung Quốc sớm ngày thứ Tư cho biết đã có 21 người thiệt mạng và 142 người bị thương trong trận động đất cường độ 6 xảy ra ở tỉnh Tây Nam Trung Quốc tối ngày thứ Ba. Theo giới chức địa phương, trận động đất xảy ra ở huyện Trường Ninh lúc 22 giờ 55 phút ngày thứ Ba với tâm chấn ở độ sâu 16 km, ngay sau đó xảy ra liên tiếp những dư chấn. Hiện các nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang được tiến hành. Người dân đăng tải lên mạng Internet nhiều bức ảnh và video trên mạng Weibo cho thấy những ngôi nhà bị sập trong khi người dân chạy hết ra đường.
Tứ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Năm 2008, một trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh này đã khiến 87.000 người chết và mất tích. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.